Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này thì mình sẽ làm thêm một món chay nữa nhé. Đây là một trong những món chay mà mình thấy nấu nó đơn giản nhất mà ngon nhất mình từng được ăn luôn đấy. Mời mọi người xem video để tham khảo nhé. Ở đây thì mình có 100g sườn chay này. Đầu tiên thì mình sẽ đem sườn chay này đi ngâm nước. Bình thường thì mình ngâm nửa tiếng là thấy nó mềm rồi. Nhưng mà muốn nó mềm hẳn thì mình sẽ ngâm trong một tiếng nhé. Một tiếng hoặc là hơn một tiếng cũng được. Trong lúc ngâm sườn thì mình sẽ đi chuẩn bị một ít nguyên liệu để nấu chung này. Ở đây mình có 4 cây sả, 4 tép tỏi. Nếu như ăn chay thuần thì mình bỏ tỏi cũng được. Ớt này. Cay thì mình sẽ ăn tùy theo khẩu vị nhé. Tất cả những cái nguyên liệu này thì mình sẽ đem thái nhuyễn hết. Ở đây mình sẽ thêm một quả ớt sừng nữa cho nó có màu đỏ cho nó đẹp. Sườn của mình ngâm như thế này là được rồi này. Mình chỉ cần đem rửa lại 2 đến 3 nước là sườn của mình sạch rồi. Khi rửa sườn thì mình sẽ bóp theo chiều dọc của miếng sườn nhé. Sau khi rửa sạch sườn rồi thì mình sẽ bóp cho nó khô nước, thật khô nước vào. Như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian chiên. Xong rồi thì mình sẽ cắt sườn thành những cái miếng vừa ăn. Miếng sườn như này thì mình sẽ cắt làm 3 là vừa rồi. Sau khi cắt xong thì mình sẽ đong phần giữa ra nhé. Để tí nữa chiên sườn thì nó sẽ giòn vào bên trong luôn. Trước khi đem đi chiên thì mình sẽ pha phần nước sốt luôn để tí nữa mình nấu cho nó nhanh. Phần nước sốt thì mình sẽ dùng 2 thìa canh đường này, mình sẽ đong nó hơi vơi một tí. 1 thìa canh hạt nêm, 2 thìa canh nước mắm, thêm 2 thìa canh nước lọc với cả 1 thìa canh tương ớt nữa. Mình đợi cho dầu ăn nó sôi già thì mình sẽ cho sườn vào. Lửa thì mình để ở mức trung bình nhé. Đừng có để lửa nhỏ quá mà đừng có để lửa to quá. Nhỏ quá thì sườn của mình nó không giòn được. Nó lâu giòn ấy. Còn để to quá thì sườn của mình nó sẽ bị cháy. Để ở mức lửa trung bình thì mình chiên tầm 4-5 phút là được. Khi mà mình thấy sườn của mình nó đã vàng rồi, nó giòn rồi thì mình để im mức lửa như vậy. Hoặc là mình vặn nhích lên một tí nữa để sườn của mình nó hạn chế ngậm dầu nhé. Sườn nó vàng hết như thế này nó giòn rồi đấy. Sau khi chiên sườn xong thì mình sẽ dùng cái phần dầu còn lại để mình nấu sốt nhé. Mình sẽ cho cái phần tỏi với ớt vào trước. Phi thơm lên rồi thì mình sẽ cho phần sả vào. Sả thì mình cũng chỉ cần phi thơm lên thôi, chứ không cần phải chiên vàng đâu. Lúc này thì mình để ở mức lửa nhỏ thôi. Rồi mình sẽ cho cái phần nước sốt của mình vào. Khi nào mà mình thấy cái phần sốt của mình nó sôi lên
thì mình sẽ cho cái phần sườn non vào, đảo cho đến khi nào cái phần sốt nó áo hết lên cái miếng sườn của mình là được. Vậy là món sườn non sốt sả ớt của mình xong rồi nhé. Video của mình kết thúc ở đây. Hẹn mọi người video sau nha.